Nam xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh 5K. Thì nãy giờ là Nam đang đi trên xe thì có một cái chuyện bất ngờ, nhưng mà Nam định là muốn tới cái nơi Nam mới chia sẻ, nhưng mà thật sự Nam thấy rất là kỳ kỳ rồi nên là Nam ngừng lại. Anh Trọng, sao mắt anh đó chạch vậy? Hả? Nãy giờ anh nhớ chiều giờ anh kêu em đi đâu nhớ không? Không nhớ. Rồi giờ đây ở đâu biết không? Không. Sao chiều anh kêu em đi mà? Sao nhớ đâu, chiều nó đi đâu đó. Hả? Chiều nó đi mày gặp nó. Tao quên rồi. Tại vì cô chú biết sao không? Là trong khi mà hồi nãy á, là khi mà anh Trọng đi tiểu á, là trên đường đi á, cách đây cách nhà đi ra thì có chừng mấy cây số á, thì anh Trọng kêu Nam á, tiểu ghé lại là cho tiểu. Thì khi mà đi tiếp tục á thì anh Trọng chút xíu nữa hỏi là nãy giờ có tiểu chưa đó, Nam mới nói dốc anh Trọng là nãy giờ tiểu hai lần mà anh Trọng không nhớ, kêu ghé lại tiểu tiếp. Thì Nam thấy là nhiều khi anh Trọng giỡn, nên là lần thứ hai á, lần thứ ba luôn anh Trọng đi lại hỏi anh Trọng đó, anh Trọng nói chưa tiểu. Khi mà Nam gần và Nam sạc cái điện thoại trên đây á thì anh Trọng nói là anh Trọng chưa tiểu, và bắt đầu có cái biểu hiện lạ là anh Trọng nói là anh Trọng bị lạnh sống lưng. Rồi bây giờ là hỏi đi đâu cũng không nhớ luôn. Hồi chiều anh kể cho em nghe trên cái video đó, anh còn nhớ gì không? Không. Vậy bây giờ anh mục đích của anh kêu em đi đâu là đi đâu mà anh soạn đồ nè. Anh đem gì vậy? Có chân gớt tiền ra. Quần áo. Chứ gì đâu. Hả? Thật sự là anh không nhớ luôn hả anh Trọng? Không, sao rồi anh đi. Đồ nhiều nữa vậy. Hả? Đồ nhiều nữa. Đi đâu? Chiều ta đến ngủ ta đi vòng vòng ngoài khu Bãi Dương rồi. Nãy giờ anh nói chuyện với em anh trên xe anh có nhớ gì không? Khi mà em mở cái bản đồ lên nha, để Nam chia sẻ với cô chú luôn, là hồi nãy Nam cũng đang thắc mắc nên là Nam muốn mở cái bản đồ lên để cho anh Trọng coi cái định vị ngày mai anh Trọng muốn đi nè. Anh vô anh nhìn bản đồ ơi, anh nhớ cái bản đồ trên bản đồ này cái gì không? Không. Không nhớ gì luôn hả? Không. Mình nó rung rung thì sao đó. Trong người anh hiện tại hả? Ừ, nó rung quá mệt với nó lạnh sống lưng quá. Rồi giờ anh ngồi xe nổi không? Ừ? Anh ngồi xe nổi không? Nó chỉ rung rung tay chân, nó rung bảy bảy lạnh lắm. Thiệt hả anh Trọng? Ừ. Giờ anh ngồi xe nổi anh chở về tới Gạch Giá không? Biết nó cũng còn mệt mà. Dạ thì Nam xin chào tất cả cô chú. Là Nam muốn nhắc là cho cô chú nghe, tại vì là hồi chiều Nam vừa lên tới Hà Tiên, thì khi mà đi ra ngoài cái cống á để mà anh Trọng vớt cá, thì anh Trọng chia sẻ với Nam về cái vấn đề về bé Ngọc. Xong sau khi mà đi về, vừa về khách sạn, Nam đăng video clip lên thì anh Trọng vô soạn một cái ba lô đồ vậy nè, là xong mà kêu Nam đi. Mà Nam vừa thuê cái phòng hết 150.000 thì anh Trọng kêu trả phòng đi liền trong đêm luôn, ngày 7 ngày mai đi tìm. Rồi Nam kêu sáng ngày mai hả đi tìm, thì anh Trọng lên là lấy đồ kêu Nam đi. Đây là Nam thấy vậy á là Nam đi luôn. Thì khi mà hồi nãy á, giữa chừng á, anh Trọng trò chuyện với Nam rất là nhiều, và cũng như là khi mà Nam muốn thắc mắc, Nam mở cái bản đồ lên cho anh Trọng coi, thì anh Trọng chỉ cái hướng mà trong cái giấc chim bao, nó chỉ rõ ràng trong cái hướng luôn. Thì chút xíu nữa thì bắt đầu anh Trọng bắt đầu nói là lạnh lạnh cái sống lưng, và bây giờ cái người anh Trọng thay đổi cái khác hoàn toàn, đó là Nam mới ngừng lại, Nam quay clip luôn. Tại vì Nam muốn xuống dưới là cho anh Trọng đi lại cho cái đó coi là giống cái giấc chim bao mình hay không. Là hiện tại anh thấy mệt hả anh Trọng? Mệt, nó rung mình. Mà nãy giờ anh đi anh nói với chuyện với em thao 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 bất tuyệt luôn, anh không nhớ gì hả? Nói gì mày đâu. Hả? Anh đâu nói gì đâu. Tại vì á, chết rồi không biết giờ sao nữa. Ê, là anh nói chuyện với em rất là nhiều luôn. Anh có nhớ về cái câu chuyện hồi chiều giờ anh chia sẻ với em không? Rồi anh biết về bé Ngọc không? Bé Ngọc 8 tuổi. Bé Ngọc ở dưới Kiên Giang mình nè.
bữa anh em mình đi tìm xác đó, nhớ không? Qua kia gì mấy bữa trước thì đi ngang gặp giá một lần, hình như lần có đi ngang. Nhưng mà anh có biết không? Giờ anh còn nhớ tên gì không? Trời ơi, con gung tay cô chú ơi. Anh Trọng à? Anh còn nhớ tên anh tên gì không? Gì? Anh có vợ chưa? Hả? Dạ, đây là thật sự á, cái này không phải là diễn nha cô chú. Tại vì Nam đang đi á, tay Nam hiện tại còn người Nam rất là gung nè. Bây giờ kêu ổng thì ổng biết tên ổng, nhưng mà hỏi ổng không biết cái gì hết. Con cũng không biết sao luôn cô chú. Tại vì Nam muốn đi xuống tới nơi rồi xong mà quay clip chia sẻ với cô chú. Vậy hiện tại là tối nay hai anh em Nam đi xuống đây, tại vì chiều anh Trọng kêu Nam đi. Thì đây, anh Trọng vô lấy đồ rồi xong gì đó là kêu Nam đi cấp tốc luôn, nên là Nam đi kêu sáng ngày mai đi, mới thuê phòng rồi trả phòng người ta không trả tiền lại luôn, là tốn 150.000. Mà giờ đi giữa đường anh Trọng thấy nói nó nhức đầu rồi chóng mặt rồi giận xương sống, nên lại giờ giận mấy lần nói với Nam gì đó. Thì khi mà Nam ngừng xe lại hỏi Nam Trọng giờ không biết gì hết. Giờ là nói chung là thiệt sự rất là gung luôn cô chú ơi. Anh Trọng nói thiệt chơi vậy hả? Nó mệt của mình nó anh không còn nhớ cái gì kia trên cái bản đồ này hết chứ hả? Cái khu vực này, cái bản đồ này thì ngày Nam sẽ chia sẻ cho cô chú sau, tại vì bây giờ hiện tại là giờ anh trông thấy anh thấy trong người anh sao rồi? Tay chân lạnh luôn đó. Trời, tay ảnh lạnh ngắt à. Giờ anh bây giờ anh lên xe anh, em chở anh đi vô cái quán ngồi nghỉ nha. Thì bây giờ để Nam chở anh Trọng đi vô quán cái cô chú ơi. Đội nón dài nón vô. Rồi giờ em chở anh đi vào quán ngồi nha, nghỉ tí nha. Giờ anh không nhớ em chở anh đi đâu luôn hả? Không. Ở đây đâu. Hả? Ở đây đi đâu. Giờ anh nhớ anh có vợ không? Biết có không? Thật sự cái này là cái mặt anh Trọng không diễn nha cô chú. Mà giờ Nam cũng bất ngờ luôn á. Anh nhớ mình là ai không? Con mắt tự nhiên con mắt đỏ chét à. Mà bây giờ là người nó lạnh gung quá không? Mệt. Hả? Đuối lạnh lắm. Thôi đi tới quán đi rồi em nói chuyện với anh tiếp. Đang đi thì anh Trọng nói là giờ là có người theo, nên là giờ anh Trọng cảm giác ối luôn cô chú ơi. Sao anh Trọng? Gán lên đi, em đi kiếm cái quán nước mới được. Sao anh Trọng? Anh ơi, thấy người sao rồi? Nhắm ngồi xe nổi không? Hả? Anh nhắm ngồi xe nổi không? Chết rồi cô chú ơi, con cũng không biết sao cô chú ơi. Tự nhiên đang đi ổng nói sàm không, ổng không nhớ gì hết trơn. Giờ hồi chiều ổng kêu con đi xong bây giờ hỏi ổng lại ổng không nhớ gì hết.
Anh Trọng. Anh Trọng. Sao anh ngồi nổi không? Con mắt à. Hả? Ngồi xe nổi không? Hả? Ngồi không nổi luôn hả? Anh đứng xích vô đây đi. Sao? Chết rồi, đây không có cái quán nào hết. Bây giờ anh ngồi nổi không? Đi chút xíu nữa kiếm cái quán rồi nghỉ. Hả? Nói chung là anh Trọng từ chiều giờ chia sẻ cho Nam, tự nhiên gặp Nam là chia sẻ rất là nhiều điều. Không biết là sao. Nên là khi hồi chiều Nam cũng sợ anh Trọng là kiểu mà hay tào lao nhiều chuyện, bịa đặt ra những cái câu chuyện. Nhưng mà càng lúc Nam thấy anh Trọng nó là càng có cái biểu hiện lạ. Nên là anh Trọng lên là sắp xếp đồ kêu Nam đi luôn. Nam mới lên kêu thuê cái phòng thôi. Thì nếu cô chú không tin á, ngày mai Nam sẽ quay trở về Hà Tiên để xác minh cho cô chú chị là cái phòng của Nam hiện tại thuê xong là 150 rồi lấy lại, chưa có lấy tiền nữa, để đó là đi cho cấp tốc trong đêm luôn, kêu sáng mai hả đi, ảnh không chịu. Rồi vừa nãy là Nam dừng lại để Nam hỏi thăm câu chuyện á, thì sau khi Nam đi được mấy một đoạn chút xíu à, chừng 200-300 mét, thì anh Trọng nói là có người đi theo. Anh Trọng, anh ngồi nói không? Ngồi nói không? Anh gán lên xe đi, em kiếm cái quán cho. Hả? Lên xe đi. Anh nhìn gì hả? Hả? Anh nhìn gì hả? Hả? Đi nằm mà. Hả? Đi nọ. Sao? Đi. Đi đâu? Hoài đây. Đi đâu? Đi đâu? Có người theo mình. Ở đâu? Sao? Gần không? Gần tới. Đi ra mình. Đi đi, gắn lên. Đó, những lời anh Trọng chia sẻ cô chú rồi, Nam giờ Nam không biết sao luôn á. Dệt giá. Dạ, con đang chở anh Trọng đi về gạch giá thì. Dạ cô chú ơi, con đang chở anh Trọng về gạch giá thì bây giờ anh Trọng á, là lúc là nhớ lúc không nhớ, lúc đó thì hỏi không biết mình là ai rồi không biết chở con, rồi bây giờ là hỏi lúc thì nhớ chụp lại mấy phút, rồi xong là gần năm khi mà đang dừng xe lại thì anh Phước anh Trọng nói là bây giờ lạnh nữa ngồi nữa rồi, là bây giờ nãy đó em kêu á là niệm Phật thì anh Trọng này niệm nổi cái nó ốp, rồi bây giờ là hỏi niệm Phật nữa không thì nó niệm không nổi nữa, lạnh lên cái chân lên lại. Rồi anh Trọng giờ không nhớ gì cho nó rồi, từ chiều giờ là anh Trọng kêu con chở đi, bây giờ là không nhớ là mình đi ăn đi đâu luôn, chỉ nhớ là chiều là đi xuống bãi biển bãi vuông thôi à, bây giờ có mình con không biết sao luôn cô chú ơi, biết ảnh bị cái gì nữa, ảnh đi trên xe thì ảnh cứ nói là có cái bóng đen đi phía sau, rồi đang mới kia là niệm Phật rồi không có bắt cái điện thoại lên bắt chúng lại đi lên nữa. Giờ đang kiếm cái quán cà phê để mà hả? Rồi anh Trọng cứ ngồi sao cứ than lạnh than mệt, rồi xong đó là có nói là có người kêu anh Trọng. Anh cứ ngồi đi chạy sao mà dòm máy lên, cứ kêu Nam đi biết đi thẳng đi hoài mà không biết đi đâu á. Hãy
là năm kiếm cái quán được cho anh Trọng vô đó mới được. Giờ có mình đang bây giờ anh Trọng bị ảnh bị gì là đang không biết sao luôn cô chú ơi. Thì bây giờ là có chút xíu nữa có gì con chia sẻ cho cô chú xem đi. Chứ bây giờ là con gán chạy xe lên kiếm cái quán được quay cho anh Trọng vô đó mới được. Sao anh nhớ gì không? Hả? Uống trà hả? Trà nóng nha. Cô cho con ly trà nóng với lại chai 247 đi. Sao anh thấy trong người anh sao rồi? Kiểu giờ ông đi cái trên xe con nói sàm sàm luôn rồi. Đi chung xe với em hả? Dạ. Mà không bị gì? Không biết không nữa. Không. Sao? Trong người sao rồi? Hả? Mệt hả? Rồi giờ anh nhớ vợ anh không? Em điện vợ anh nha. Uống trà nóng để đường không? Để đường đi. Không không để gì đó. Dạ. Trời ơi, tự nhiên. Dạ dạ. Rửa mặt không? Đi đi ra đây rửa mặt cái đi. Đây cô chú ơi, giờ con mình con chở ổng giờ ổng gì đâu không biết sao đó. Nè rửa nước bên đây nè. Đây nè, đây nè. Nước kìa. Ờ cái quả anh đó, cái quả anh đó. Dạ. Dạ không. Tỉnh chưa? Hả? Giờ là giờ đây ngồi nghỉ chút đi rồi rồi đi tiếp. Kè uống trà nóng thôi. Là con đang đi thì giờ là ghé vô quán cho anh ngồi nghỉ chút chứ. Đi dọc đường con cũng không biết sao. Tốt hả? Ba hòn lên lận. Thổi nghe nóng nghe. Thổi nóng đó. Hết chưa? Hết lạnh chưa? Hả? Ừ, vậy được rồi. Có chừng nóng nha. Bớt chưa? Hả? Bớt lạnh chưa? Hả? Bớt lạnh chưa? Đó thì cô chú hãy giờ là ảnh đi trên xe anh cứ nói sàm hoài luôn. Đó, bây giờ ảnh không nhớ là đi đâu hết trơn. Hồi chiều là Nam cũng không có muốn đi đâu, vừa lên tới chỗ ảnh xong là vừa vô thuê cái phòng xong. Thì bắt đầu là ảnh kêu đi về trong đêm luôn, là đến là kêu ổng là sáng ngày mai mới đi mà ổng không chịu, ổng đòi đi về buổi tối rồi mới đi ra cách nhà có mấy cây số là bắt đầu là ảnh nói chuyện ảnh nói nhiều lắm.
Rồi sao rồi, tỉnh chưa? Hả? Hả? Cái gì? Nhớ mình lại chưa? Tên gì? Hả? Nhớ mà hỏi tên gì không biết. Uống thêm miếng nữa đi. Uống thêm miếng nữa đi. Những cái chuyện này là về cái chuyện tâm linh nè. Không biết là anh Trọng ảnh hạp hay là ảnh bịa chuyện cái câu chuyện để mà bị như vậy thì Nam cũng thật sự làm chưa biết luôn. Nhưng mà từ hồi lúc mà khi mà Nam lên gặp anh Trọng á, là anh Trọng có cái biểu hiện chia sẻ với Nam cái gì cái câu chuyện, và giống như là đi trên xe thì bắt đầu là có những cái biểu hiện lạ, nên là Nam bắt đầu là Nam mới ghé lại Nam quay để chia sẻ cho cô chú. Tại vì khi là đang đi trên đường về, tính là tới dưới nhà với mới quay, rồi khi mà tự nhiên cái đang đi ảnh có nhiều cái biểu hiện lạ, nên là mai Năm chia sẻ lại cho cô chú xem. Rồi sao rồi, tỉnh chưa hả? Hả, cái gì nãy giờ nói, nhớ nói gì không? Em đi lại Dương. Lại Dương gì ông nội? Rồi sao nữa? Đi tới đó rồi quên. Đi tới đó rồi quên hả? Giờ đi tiếp nữa nổi không? Bớt lạnh thì ngồi chút nó đi, ngồi uống nước chút nó đi rồi đi. Trọng còn ai đi theo không? Hết hả? Không biết hả? Thì anh khi mà lúc trên đường đi thì anh Trọng kêu là đừng có ngừng lại, đi đi, có người đi theo. Nói là ghê lắm, cái đầu bự như đầu lăn vậy đó. Anh Trọng anh chia sẻ vậy đó. Bây giờ anh vô đây anh quên hết rồi. Thì Nam không biết là khi mà anh Trọng đặt cái bịa chuyện ra để đặt câu chuyện để nói rồi bị như vậy, hay là cái giấc mơ đó khiến cho anh Trọng là ra như vậy thì cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà trong đặc biệt nhất hồi nãy khi mà anh Trọng còn nói chuyện với Nam á, là khi mà anh Trọng chỉ điểm á thì Nam mở cái Google Maps lên, anh Trọng có chỉ cái địa điểm ở dưới đó. Thì sáng ngày mai Nam sẽ đi qua bên đó coi ở dưới đó như thế nào. Đây là anh Trọng anh vô anh chỉ điểm, là giống như trong cái giấc mơ ngày hôm nay ảnh chia sẻ trên clip đó. Rồi xong đó là ảnh chỉ điểm ở trên cái Google Maps này, Nam mở lên ảnh chỉ điểm và ảnh chắc ăn ở đó. Thì ngày mai, sáng ngày mai Nam đợi cho anh Trọng tỉnh lại rồi xong là anh em sẽ đi qua bên đó xác minh thử coi. Tại vì á, mỗi khi mà anh Trọng á, ảnh nói là buổi chiều á, ảnh nói là khi mà anh đi trên cái clip á, anh nằm mơ á, thì anh chỉ nói là trên clip có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà sau khi mà đi trên xe thì anh nói một lúc, nói này lúc nói kia, nói nhiều lắm. Nên là nhiều cái thông tin ra nữa. Rồi xong rồi từ cái đầu là bị như vậy luôn. Đó. Nên là cái chuyện đó thì Nam sẽ chia sẻ ở video ngày mai khi mà anh Trọng tỉnh lại, Nam sẽ chia sẻ. Rồi còn ngày hôm nay thì Nam cũng hiện tại là giờ đợi cho anh Trọng tỉnh, chở anh Trọng về Gạch Giá nghỉ, rồi sáng ngày mai đợi anh Trọng tỉnh dậy rồi sau rồi bắt đầu là Nam sẽ chia sẻ video tiếp theo cho cô chú ạ. Bây giờ thì Nam kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị hãy cho Nam một like và đăng ký kênh để ủng hộ Nam có động lực ra những video mới.
Dạ. Nhìn mặt ảnh không biết sao luôn.